Ồ, hello chị nha. Trời ơi, hôm nay chị chạy đảo đây nữa hả? Ê, đi qua chung chú. Sao chị đem lên cúng chú hả? Ăn trả nợ. Rồi, hello chị nha. Mà bữa nay chị đi xe máy lên mình là rảnh đi, tôi làm được cục quá gì chị nữa. À, chị mang cái gì? Thầu Liên với Thầu Liên cục. Rồi. Rồi. Cúng cho cậu hả chị? Chị ơi. Chị ơi. Kiss me chị number 4. Có cho em mai lem cà lem. Rồi rồi, chắc cậu Liên dễ thương quá. Ồ, chị mua măng cục nữa nè. Thầm Liên luôn. Thầm Liên. Măng cục. Thầm Liên luôn. Ồ, này đi xe quá trời luôn ha. Chị nè, chị hôm trước quý cô chú chị đến đây nè. Cái khùng chú Liên á, nói là nó chú Liên á. Kêu hết là nó khùng, sợ đó thôi. Cái tù đó, chú Liên nó khùng chú chị. Không phải, mỗi lần tôi thấy mọi gần mấy mấy, mấy gì đăng lên là bà này bà xe lơn, rồi nó trời nó xuống, chưa xe gì hết. Ai nói chị kỳ, ai nói chị vậy? Không, chị thấy YouTube đăng vậy rồi, chị thấy con trai gì vậy, mẹ mẹ đừng nén, đừng nói nữa mẹ. Mình giữ trong lòng nữa nè. Rồi, hôm nay là chị đến đây chị giữ trong lòng mình ha. Đứng là im lặng nói cái này, cổ quay đi nha. Dạ. Tụi em mà khán giả ai đến đây là tụi em quay gì? Trời ơi, tôi bằng cục cục sao vãi lại trời. Đâu có quay chúng cái gương quần cục vậy đâu. Rồi tôi đi vô tôi thay quần ghế, tôi cúng bằng đồng trang nghiêm tôi mới cúng được. Gì hả? Ừ. Rồi. Rồi. Cúng Thầu Liên nha. Thầu Liên ha, sao chị? Ủa sợ ơi, sao tiền không được cái nhà vệ sinh ta? Chị cúng chú đi rồi chị di sinh sao? Rồi rồi bỏ quăng này rồi bỏ đi lang thang này thôi. Sao tiền đi vô rồi xong đi đợi ta? Rồi tính sao giờ Hải? Cố chạy thôi, cố để chừng nào chị cúng. Để chừng nào chị cúng mình quay chứ sao giờ ha? Đó. Chứ mình cố chạy mình tự nhiên. Bữa nay tới đây mình cúng hai sao được? Bữa nay không biết bữa nay chị có nói gì không bữa nay. Bữa nay biết chị có chia sẻ gì nữa không? Chị này bữa nay thì chị nói là chị giờ này còn có hai anh em mình luôn hả Hải? Thấy thì có mất công chuyện rồi, giờ rồi. Đó. Rồi chị sao cái giò quá gì mà phải đi dữ vậy trời. Cái giò của chị gì sao chị đi dữ hả? Rồi nhìn bà thấy ớn quá. Nhìn bà gì mà phải đi. Chị để đậu cổng mà chị lên xe chị đi đâu nhỉ? Rồi chị đem vô cái Thầu Liên cái chị để đó rồi xong rồi chị đi rồi. Bữa nay đồ đặt gì dữ vậy? Này giống dặn chồng xếp gối ra đi luôn nè. Xong á. Đồ quá trời đồ luôn. Quần áo, quần gối tùm lum hết. Chạy xe đi ông, chạy. Rồi. Rồi đi luôn rồi. Chắc chị đi thay đồ. Bữa đi thay đồ ha. Thay đồ mặc quần dài mới cúng cho cậu. Ừ đúng rồi. Chứ mặc quần sọt, quần đôi mà cúng cho cậu nhiều khi chị nói là không có được lịch sự. Rồi thôi mình tạm đời mình ngưng đây đi, đợi chị qua mình quay tiếp nha. Đúng rồi. Đó. Cửa nhà. Còn cô chú chị ơi có xe đến luôn nè. 64 ở Vĩnh Long. 64 Vĩnh Long đúng không ta? Để em hỏi ông Google này coi ông nói sao. Đúng rồi, đúng Vĩnh Long không? Đúng rồi, đúng Vĩnh Long, Cần Thơ. Có mấy gì?
Mình ở Vĩnh Long hả là sao chị? Ờ, bởi vì 64 là đúng rồi, Vĩnh Long rồi. Còn 72 là 729 là biển xe Vũng Tàu. 60 Đồng Nai, 61 Bình Dương. Chị đi công chuyện ngày sáng rồi chị nói đi luôn. Dạ. Nắng dữ luôn. Quá trời nắng. Luôn á. Có đèn ở trên luôn. Dạ dạ. Chị xem TV không à? Dạ, cũng mở đây. Có cái ấy này chị. Đây dùng nè. Dạ anh. Anh có dù này chơi cho chị đi. Có mát. Cũng khiếp thiệt. Dạ. Lần đầu tiên mình đến mẫu chú luôn hay sao chị? Đầu tiên. Dạ. Ồ ồ. Vô đây nha. Không sao. Dạ. Hôm nay mình tới mẫu cậu lần đầu luôn hay sao chị? Cậu có chị có cảm giác gì tới mộ cậu lần đầu tiên không? Chị không có nghĩ cảm giác gì mà tại vì lúc cậu còn đó, cậu có dự quê chị hát một lần. Dạ. Chị thấy cậu ngoài luôn. Đúng, ra ngoài nha. Lúc mà về xã mình nhỏ con. Dạ. Hôm nay chị lên tới mộ chị thấy vui không chị? Vui. Hôm nay nói câu này là chị mới ấy nè, hỏi câu này hôm nay chị tới mộ của chú chị cảm thấy nắng không chị? Chị nắng mà nhưng vẫn vui. Chị nhìn quá cậu không nói cái chạm tới đáy lòng của chị thì không nắng nhưng mà vẫn vui. Chị đứng chị nhìn hình của cậu hết rồi. Ủa mấy anh kinh nhà dạ. Bùi Hải Vlog, Duy Minh Vlog. Giờ còn hai anh em chưa nắng nóng rồi, tại vì hai này châu bò lắm. Đông lắm mà. Bà xá cho cô Huệ, tại vì dạ, quê đúng cô rồi. Huệ là gần quê. Dạ. À, hình như là em của ông gì nè. Bà trên bà chị. Cái quê luôn, cái nhà luôn. Cái nhà luôn hả? Không được, cắt được. Nhan quá hay sao? Dạ. Cắt nhan rồi đi qua mình nhà đốt cho cô Huệ. Đi dặn đường đó ha. Dạ, đi đường đó, đi đường đó. Con đi đường trong nè. Dạ, mình đốt ở đây được không? Đốt ở đây là bảo bảnh thắp cho cô Huệ. Ủa mình nói là cô Huệ gọi là em của ai? À là ở xóm của gia đình. Mà con ở xóm. Mà con ở xóm luôn ha. Dạ. Thì là quý rồi, hôm nay từ Vĩnh Long lên là thắp hương cho cô là quý lắm á. Trước thì thắp nhang cho cậu, sau rồi qua thắp nhang cho cô Huệ. Còn cái chị kia đi mất tiêu luôn rồi. Ở đây chắc sao ghim vô, phải để đó rồi phải đi rồi. Để đó nữa giờ mình đem ra một túng. Bởi gì? Cũng vô ba la làng. Quá nắng là của chú rồi. Nắng liền thổi. Đi đây. Anh muốn xỉu luôn á. Nhiệt độ này anh coi tới bao nhiêu? 45 độ. 45 độ. Nắng cháy già luôn thiệt tình. Cái chị này. Rồi, gửi cái dù. Dạ, gửi dù rồi ha. Rồi. Dạ, đưa rồi em. Rồi, cảm ơn chị nha. Chị thường lộ bình an nha chị. Đến nơi về chốn, tạm mãn phát tài luôn nha. Rồi. Chị biết về chú chắc nhiều lắm hả chị? Biết nhiều. Dạ. Chị nắng quá, chị gấp rút chị ra về, không có chị cũng chia sẻ rồi đó. Dạ. Quá trời luôn.
dư lúc này mẫu cậu trắng sáng giả tại vì lý do nắng quá. Lý do nắng gì? Chị lên chị mà thấy không? Anh này anh đứng ngoài mà anh đổ một hồi hộp mà cái lưng nó đứt nhẹp luôn nè, uống cho chị nó dốc luôn nè, đứt nhẹp luôn. Mà bắt tài đâu rồi? Bắt tài vậy? Rồi em chào anh chị nha. Dạ, chào anh chị nha. Anh chị về có nhiều sức khỏe, khi nào có dịp lên thăm cậu tiếp. Dạ, 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 có dịp chị thăm. Dạ, rồi mấy mai về thẳng dưới luôn hả chị? Dạ, 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 chị nha. Rồi, chúc chị trên đường thuận lộ bình an nha. Đi nơi diễn chấu mới vậy, ba vậy. Rồi, đẹp cái gối theo luôn rồi. Còn cái chị kia bà đi mất tiêu luôn rồi, quý cô chú anh chị ơi. Bà đi đâu rồi, coi cái hái. Bà trong khu ghét mà coi gì không? Coi coi, bà có vô chưa? Vô mộ chưa? Bà vô mộ là bà chạy xe qua à. Rồi chưa nữa, trong lỏng mà quý cô chú anh chị ơi. Không có ai vô mộ hết. Mộ chú lúc này nắng nóng quá cho nên bà con bác người ta đến vô hấp hương trong vòng 2-3 phút rồi người ta đi ra quý cô chú anh chị. Nắng quá chịu nổi. Anh em mình trâu bò. Mới chịu thì nổi thôi. Cô chú anh chị cũng thông cảm cho mấy anh em ở mộ nha cô chú anh chị ơi. Tại bây giờ rồi nắng quá, khán giả vô chừng 2-3 phút thì đi ra. Là anh em phải kết thúc clip. Kết thúc clip. Quay 3-4 lần. Quay 2-3 lần là mình mới ấy là quý vị ghép lại mới làm video cho bà con cô bác xem ha. Còn bà con cô bác xem cũng ủng hộ mấy anh em mình để mấy anh em mình dân nắng dân nôi có cái động lực chia sẻ tại mộ của chú Vũ Linh cho bà con cô bác cùng xem ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, chúc bà con cô bác gần xa trong ngồi nước thật là nhiều sức khỏe ha.